Ok, xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật giúp chúng ta có thể là tắt được cái âm thanh khi mà chúng ta nhấn like hoặc là chúng ta nhấn thả tim ở trên Facebook nha. Khi mà chúng ta ấn vào một cái bài viết ở trên Facebook, khi mà chúng ta nhấn like hoặc là chúng ta thả tim hoặc là thả cảm xúc ở trên Facebook thì nó sẽ có những cái âm thanh nó thông báo cho chúng ta. Và những cái ai mà có vợ hoặc là có người yêu rồi mà lại vẫn muốn đi thả tim những cái bài viết của người khác ở trên Facebook mà sợ là vợ hoặc là người yêu ghen thì chúng ta có thể là xem cái video này để chúng ta có thể là tắt cái âm thanh khi mà chúng ta nhấn like hoặc là thả tim, thả cảm xúc ở trên Facebook nha. Rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần là vào mở cái Facebook lên cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần cài đặt ở đây. Đó, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là cài đặt và quyền riêng tư ở đây và trong bạn chọn vào phần cài đặt. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn đến cho mình trong cho mình cái mục là file phương tiện ở đây. Rồi. Và các bạn kéo xuống. Ở đây nó cho cái mục là cài đặt video và ảnh, nó sẽ có một cái mục là âm thanh trong ứng dụng. Các bạn sẽ tắt cái phần này đi. Đó, nếu các bạn bật lên thì mỗi khi mà chúng ta nhấn like hoặc là thả cảm xúc ở bất kỳ một cái bài viết nào trên Facebook thì nó sẽ có âm thanh nha. Khi mà chúng ta tắt cái phần này đi thì bây giờ mình sẽ quay trở lại này. Đó, mình sẽ quay trở lại đây và mình sẽ nhấn như này thì nó sẽ không còn âm thanh nữa nha. Đó, và tương tự như thế thì khi mà chúng ta xem những cái story trên Facebook thì chúng ta vẫn có âm thanh bình thường nha. Rồi đây mình có thể là vào cái phần watch ở trên Facebook này. Đây mình sẽ mở cái mục watch nha. Đây, mình sẽ vào những cái mục watch này. Đó. Nó còn thành bình thường nữa. Giá cả thôi em. Rồi. Và trên đây là mình đã giới thiệu các bạn cái cách để chúng ta có thể tắt được cái âm thanh khi mà chúng ta nhấn like hoặc là chúng ta thả tim ở những cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh nếu của mình giúp mình có thêm động lực để ra những cái video mới. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Chào các bạn.